các chăm sóc chó bá đạo. Mình phải mua chung mình ráng cái cao cao là được, còn nó nằm này nó ngủ nó cú rồi lần nó ngủ. Ai ơn cho đi. Mình đi chuồng. Ít bữa nữa rồi làm nhà rồi không có chỗ nhốt này. Đó, cạo thì xong bây giờ ra. Ơ, cái cạo đi đang cạo lại. Cạo cái bậy ghê á, nó còn lâu. Cạo xong nhìn giống chó đốt thế sợ. Sạch sẽ. Chứ nên giỡn nhau chúng ta ăn phá cái con đang cạo sau này, con đen này, xù đen này, xù đốm này. Con miếng răng răng đi vô này là đây là xin ngoái thằng anh xin mô bì cô ra đó sáng tao tao mới thui xin ba con một ta hai xù rồi chứ nó giỡn nhau nữa chứ nó thấy lạ quá cái nhà cái đầu họ gặm miết cái con chó ta cái đầu đuôi rồi. Cạo đi nhìn còn nhỏ thì to hơn con ta này một chút chứ mấy giỡn nhau rất nè bà đi cạo lên nhìn trắng trắng sáng sáng luôn cái này cũng rất nhìn con này con đi lạ lạ không ai nhìn thấy tại cạo đi nhìn vằn vện lên mà y như cái lông lúc tôi chưa cạo hả cạo đi mà nhìn có khi đẹp hơn để lông trộn ba con xúm lại tí nữa thịnh tám vô nghe mùi chó không ra 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 đi. Con nó có vẻ hợp tác hơn con trắng ha. Nó hiền hơn. Trắng giọng tinh. Đây đây đây, đen đen. Đen. Đây. Còn im giữ nguyên vị kia. Vỗ về. Thợ cắt tóc rồi vỗ về. Thợ cạo lông. Đang xúc chút chịu khó chứ chứ khó mát liền để xem đêm nay nó ngủ nó có bị lạnh không? Trời, nó lo chứ. Lạnh chứ mấy bữa mưa gió gió. Ba con tụm lại với nhau cũng tròn. Mấy bữa còn lông rồi nó ủ với nhau nó ấm bây giờ hết lông. Tối ngủ mấy bữa là cứ phải để. Cho, nhà ừ. Cho vào để tối nó đái nó ỉa trong nhà. Nó cho để lấy cái áo để góc đi cho nó nằm. Giờ đi mà ra mua cái áo cho nó mặc vô mình mới vui. Có mấy cái áo dành dành cho chó mang vô đẹp cũng gì vui lắm chứ. Đau cái con mới cắn luôn. Ly rất bệnh nó mới cắn ra. Chết chứ. Này thay lông. Cạo cái lông cũ đi. Ít bữa nữa là anh ra lông mới nên là có khi sạch sẽ. Im lên, cắn luôn. Đập chết, đau. Có
ai hiểu hơi gì cứ ra ngoài nên quậy sụp nhớp ngoài nên là dính đầy vào lông mà lông xù nữa nên phải cạo đi á, cạo đi cho sạch sẽ. Nhìn thành mình cắn đau quá đi, nhìn cái da thành cho vằn như vậy. Chó mà đẻ ra mà cắn cắt cái nanh sữa là sau là răng nó không có nhọn nữa. Hai con này giỡn nhau nhất rồi, không im được. Nhà có ba em đực, ba em chó đực. Thả cái đuôi ra cho mày giữ cái đuôi làm gì trời, nó cạo đấy cái đuôi nó đâu mà. Đó, chị vào là vào phá con kia, hai con này chị vào phá cái con đang cạo. Cầm nó chết đừng có cái căng quá lắm vùng. Thành quả mới vừa cạo xong này, thành cho đốm. Cho trắng lông xù thành cho đốm, còn mỗi lông còn mỗi ở hai cái tai với lại cái chõm đuôi. Còn cái da thì đốm đốm, trắng đốm đốm. Nhìn như giống cho đốm. Nhìn sạch sẽ. Chắc là bớt ngứa rồi đó. Nó đè xuống rồi. Đè xuống thì gặm. Mấy hôm nay nhìn cái lông nó cũng mướt mướt đi đấy chứ. Mấy bữa trước nó xù, mới về nó xù trông nó gớm. Bữa nay là nó có vẻ mập mập lên, lông mướt lên xí. Nó mà sạch thì nó cũng được. Đây nó chạy ra ngoài, nó cứ quậy quá. Cứ hở cái cổng ra cái là chạy phóng ra ngoài. Nhiều hôm mà xe máy đi ra là phải phóng thiệt nhanh chứ không là nó cứ chạy theo. Xe máy là mình chạy ra mà chậm lắm, chạy theo miết thôi, phải phóng thiệt nhanh. Nó chạy ra chơi đã đời, sụp xạo khắp nơi, nhấp nhí cái là chạy về cái cổng đóng rồi không vào được, đứng ngồi miết ngoài cổng nóng. Nhiều hồi đứng ngoài cổng cái là sủa kêu ở trong. Cũng biết kêu để ra nên mình ra mở cửa cho vào. Khôn như thế. Ôi trời. Đó nữa. Nãy là vùng đòi đi rồi giờ chừng là bu vô. Bụi luôn chứ. Đi ra. Cái con này cứ cắn chủ là răng hề. Đó, chờ đấy lượt mi chọc hắn nữa. Cạo lông xung quanh cái chỗ đít cho nó có sạch. Đi nó khỏi bị dính. Hôm nay là răng răng ri chứ không phải là đen nữa là. Đen là đen răng ri. Ê tư. Quá xá là quậy. Cắn người ta cắn nhẹ nhẹ. Coi chừng đừng để nó bị chảy da, nó còn nguy hiểm. Chảy da anh cái là mất hai xị tiền thuốc phòng dại. 200 hay 400. Cái đầu em tiền phòng dại. Cái đầu em mới này. Động vật cắn. Đây là người á. Cắn mình chảy da nhiễm trùng là phải đi tiêm phòng dại. Con muốn bị dại. Làm sao biết con nào dại? Phải phòng nên là phải đó là cái này là tiêm phòng mới hiểu không?
Chứ hồi nhỏ hôm kia tiêm phòng dài rồi. Thì tiêm rồi nhưng mà bây giờ vẫn bị cắn thì vẫn phải tiêm nữa. Chứ không rồi đến hồi rồi sùi bọt mép rồi đó là cũng nó ai. Nằm im để cạo cho sạch, cho nó sạch sẽ. Mặt ông phải cạo lại ngay tụi má nó chứ ngủ trụng 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 những má như kinh. Đâu có ai làm thịt đâu mà dãy rủa ghê nữa. Là do bay ăn ở dơ quá cho nên mới phải cạo đi đó. Cắn là ta quăng ra ngoài đường nữa nghe. Nó giỡn đâu. Cạo này nó êm êm nhột nhột nên dễ chịu, nằm im mới đúng chứ đây dãy gớm. Sợ đó chứ. Sợ. Lần đầu tiên cạo lông con nào thì nó giống như cái mấy con lần đầu tiên tắm gặp nước nó sợ hỏa vùng vẫy. Ôi chỗ này nó dụng xanh luôn. Chết kìa. Chó này bị Zika. Trời ơi. Ai làm chứ rồi. Đó nữa. Ngứa răng đi 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 gặm dép nữa chứ. Gặm dép nữa chứ. Nhìn cái mặt nó chức cười chưa? Chức cười chưa? Giống chó đốm chưa? Ba con chó vây xung quanh anh Mập. Mấy con mà nhiều vỏ chét có khi cạo đi mà sạch sẽ này. Cạo đi thì mùa hè là mát. Người ta bôi thuốc ấy còn thân là rồi ăn ở sạch cỡ tầm tháng 2 tháng là hết. Cái con cắn đít vậy. Gặm. Còn hai cái chòm tai với lại cái chòm đuôi. Giỡn đã hộ một lúc thì bây giờ con cho ta nằm im ngủ. Chỗ anh bị má lại còn nhím chồm lông gì mà ít tội. Chỉ cả lúc bị má. Đó nè, sạch sẽ gì rồi sướng nè. Sạch sẽ chứ cái gì đâu mà ai mà là anh kia mà đãi mình. Thế đi được. Nằm im nó xí lại xong rồi chứ mấy mà. Xịt tiền chung quá. Không có, toàn không có cái dụng cụ nữa, coi như là chịu, không lấy kéo cắt cũng không nham nhở mà nó không sạch được, gì nó bị xấu thêm. Nó công đơ thôi, đi cũng nham, đi không mãi có nước. Công đơ này, công đơ không dụng, có cái loại công đơ mà bự hơn, công nghiệp cũng đẩy. Rét. Trong là nó làm cạo lông cừu á. Ủa mà cái lồng đờ nó là thôi à. Đẩy tới đâu là đi tới đó mình biết. Đi. Đã có đăng cái này.
cần phải sát quá nên nó cái lát ra nó lát vào. Giờ nhìn thấy còn lông ở trên đầu, nhìn thấy giới tưởng giống như con sư tử ấy. Nô chán rồi chị. Không ra lên. Nô chán mày gặm chán này bây giờ nằm ngủ này. Con kia ngủ, con này một mình không gặm được miếng thanh vậy thôi chứ. Thế mới thấy là nhà cắt tóc ba phần khó hơn là cạo trụi á hay. Cạo trụi cứ sát vô cái lỗ ok thôi, còn tóc ba phần phải làm sao cũng đều. Dễ, nó cắt cho người thì dễ, người ta cắt canh cái mức á. Còn cắt cho mấy con nó khó. Con nó quậy quá người ta. Chồng. Đêm. Đây, đem. Làm cả bao lông này nó ghê chưa? Hai con làm cả bao lông. Xí cái buồn ngủ ngủ rồi nằm yên đó. Vậy xung quanh lưng anh Thịnh cái là ấm ngủ. Nó cạo đi cái lông ở mặt xung quanh mắt nên mình nhìn thấy mắt chứ mấy bữa lông nó khổ mắt luôn. Đó. Con này mới sản phẩm hồi nãy đây.
Thì còn da trụi lụi mỗi cái xí lông đuôi với lại hai cái tai lông tai. Bây giờ vô quậy nó chứ. Nãy vừa mới ấy, bây giờ vô quậy con đây nữa. Không để yên cho người ta cạo nốt nữa. Còn xí ở trên đầu cổ nữa thôi. Sắp rồi, sắp rồi. Để tôi dùng cái bạo lực nha, không nha. Đưa ra rồi. Đưa. Cứ mưa xuống là lo. Không có chỗ thoát nước ấy. Đưa trong vòng nửa tiếng là nước lênh láng ở sân rồi. Công viên rất là... Đây! Có nửa cái đồng thôi. Để vào chứ đi. Chăm sóc đặc biệt. Nãy không lấy cái ghế đi ra ngồi cho nó dễ ngồi mà cắt. Ngồi xổm nên nó mỏi. Cắt xong rồi, ráng một tí nữa thôi. Dạ. Bà này bà lại bà gẹo chứ. Còn lông đâu mà gãy. Con kia ngủ. Chó dễ ngủ ghê. Sản phẩm để lại hai cái tay thấy cũng có duyên chút chứ cạo trụi đi là nó xấu. Chọn đuôi với lại hai cái tay nhìn cũng đẹp. Còn đều là càng đóng sạch thôi chứ mà nhấp quá mà. Đó hoan như nè, ai làm gì đâu có người. Chó, hai chó sù này gọi tên chi này? Trắng với đen. Trắng với đen nhưng mà nó là giống gì? Một con đen, một con sù. Đen, trắng, trắng, đen. Sù. Trắng lông quá. Sản phẩm con kia xong cũng giống như con này này. Là còn cái đầu hai cái tai lông với lại đuôi. Bà khôn chưa, bà leo lên cái con kia ấm và nằm. Mình thích mình ghi à, mình không nghĩ nó rất là nhiều nữa.
đâu, cạo đâu. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Nè. Mình chơi luôn đây. Nhắm trôi vô quậy chứ, trắng trắng cứ trôi vô quậy chứ. Xong rồi đi chưa, ai chứ đâu mà kỹ. Gần xong rồi, sạch sẽ rồi. Nhìn thấy cũng trắng không, quậy còn hơn mình nữa mà cuối cùng chừng gì vậy. Đẹp như nhìn mặt ngố vậy. Chập đầu trắng cào ngay cái chỗ cái má thôi. Xíu nữa mới mà tự là đĩa lại nhìn giống rộng ra xíu nữa chứ không là cũng vẫn khó gì. Cái mặt nó sạch chưa, cạo đi mà nó có khi lại đẹp hết chứ. Sản phẩm, sản phẩm mà bằng mà trắng à. Đó người lắng o đó phút sướng làm thấy ghê được ai mà u mà mấy cắn kia nó không ra rồi rồi còn nè đó chưa kia sản phẩm á, còn xí chùm đuôi, đuôi con này dài hơn con kia đen nên là nhìn không có rõ lắm. Nhìn giống như là cột cột hai cái bím ra hai bên. Cặp bím. Chờ là thấy người lạ đây là cái quay lại liếm. Sản phẩm mới xong đó mọi người, do là nó ra ngoài, nó cứ ra ngoài nó sục nhớp quá cho nên nó phải bắt để cạo lông đi đây. Trời mưa mà cứ lông nó xù nó cũng dài dày lắm, cứ chạy ra ngoài sục nhớp cái là chạy vô trong nhà thì nhớp quá thì phải cạo đi đây. Là cạo, còn cái em ta đây là không cạo. Còn đây thì lông đây. Lông mướt nên sạch sẽ hơn. Cạo xong một xíu nữa mà. Hiếu đây được rồi, sơ sơ cũng được rồi. Mặt y như ta đúng. Yeah.
cái rỗ ngoài kia không có nhà đèn, lồng đèn nhà. Sao? Rồi, hay chiêu.